Rồi, set 3 này sẽ vào luôn nhá. Set 3 chúng ta sẽ... Ở set 2 thì mình nghỉ khá là ít, bây giờ mình sẽ vào set 3 luôn. Do là cái này là sẽ là ép ngực từng bên một, thế nên là khi mà bên kia vừa xong thì mình sẽ tiếp tục sang bên còn lại luôn. Thế nên là thời gian nghỉ cũng khá là ít. Set cuối nào. Xong bài thứ hai. Ok, và bây giờ sẽ là đến với bài tập thứ ba, cũng là bài tập yêu thích nhất của mình, đó là bài ép ngực với máy. Thì đây có lẽ là cái bài mà mình cảm nhận cơ ngực tốt nhất. Và thế nên là đây là lý do tại sao mình rất thích cái bài này. Ok, 4 set, mỗi set từ 12 đến 15 rep. Rồi, set đầu tiên nào. Ở những cái lúc mà mình ép vào thì mình sẽ cố gắng giữ tại vị trí đó ít nhất 1 đến 2 giây. Mệt quá.